Chào quý vị, xin chào anh em. Có hàng cực kỳ chất lên sóng, mời các bác cùng theo dõi. Cửa hàng mới về được một con súp của Mỹ đến từ thương hiệu Bow cực kỳ nổi tiếng. Hàng đấu giá qua mạng anh em nhé, hàng đấu giá qua mạng, hàng công đấu giá qua mạng. Đây là một mẫu đến từ thương hiệu Mỹ của hãng Bow. Anh em có thể thấy đen xì, không hẳn là đen nhánh anh em nhé, nó màu đen xám xám. Kích cỡ của con súp này thì bề ngang nó tầm là 54, chiều ngang là 34, còn chiều cao là 17. Anh em có thể đặt nằm như này hoặc để dựng đứng lên, tùy theo anh em thích để như nào. Thương hiệu Bow này, sản xuất tại Mỹ luôn. Trong cái súp này thì nó cấu tạo là 2 bát 16, ở hai bên này có lỗ thông hơi anh em nhé, hai bên là hai lỗ thông hơi. Và nó có hai tín hiệu đường vào, có nghĩa là nếu anh em cắm vào CH1 thì tiếng nó sẽ ra một phần, cắm vào cả CH2 thì nó ra đồng thời cả hai loa. Ở bên trong cấu tạo là 2 bát 16. Đoạn cuối video cửa hàng sẽ chèn ảnh nội thất vào để anh em cùng xem. Hàng bãi zin tuyệt đối cho anh em, hàng đấu giá qua mạng vừa bóc thùng ra. Đây là nút công tắc nguồn power, và phía trên này là núm vặn volume. Tùy theo anh em thích chỉnh mạnh mẽ hay là nhẹ nhàng thì anh em vặn đó. Còn đây là báo hiệu là tín hiệu nguồn, điện 100V và địa chỉ của hãng Bow Framingham USA đây. Đây là một mã súp điện rất nổi tiếng của Mỹ. Con súp này cửa hàng báo giá luôn cho anh em là 5.500.000 đồng. Và bao ship luôn cho anh em chơi, bao ship luôn cho các bác. To nặng, nó rất thích hợp để anh em nghe nhạc hoặc hát karaoke trong phòng kín, phòng tầm 30m2 trở lại, phòng kín anh em nhé, sẽ là tuyệt vời luôn. Nó, con súp này anh em chơi nó như kiểu là đồ sưu tầm ấy. Nó vừa được là đồ độc, vừa là đồ siêu trầm tầm, vừa là hàng giá trị của một thương hiệu cực lớn. Súp của Bow thì anh em yên tâm về chất lượng. Nó đánh hay tuyệt vời luôn về chất âm, hay tuyệt vời về chất âm. Đây là thông tin, cân nặng là 10kg đó. À không, đây tôi nhầm, con này cân nặng hơn 10kg, 100V, 60W đó. Đấy, anh em có thể đấu. Đây, ghi là from amplifier hoặc là receiver để thiết bị. Đó, lấy tín hiệu ra. Như con âm ly các bác đang thấy kia là cửa hàng sẽ lấy tín hiệu từ lỗ rack đằng sau. Hoặc là anh em nào để ý thì có con âm ly khác nó sẽ ghi là output. Đó, thì anh em lấy tín hiệu từ đó ra. Hoặc các bác cũng có thể lấy tín hiệu luôn từ nguồn nhạc phát, chẳng hạn từ đầu đĩa hoặc từ máy tính TV chia ra. Đó, có nhiều cách để lấy tín hiệu vào súp. Hàng đấu giá qua mạng anh em nhá, vừa về vừa bóc thùng ra luôn rồi nha, đăng luôn để anh em tham khảo. Nó mang giá trị chơi và sưu tầm cực tốt luôn. Hai bên này là hai lỗ thông hơi Bow. Có súp vào thì nó sẽ tăng giải bát lên rất nhiều, anh em mà thích sự mạnh mẽ. Súp thì dùng cả nghe nhạc, cả xem phim, cả hát karaoke. Nếu xem phim mà có súp thì hay tuyệt vời, hoặc hát karaoke nó như vậy, các bác hát nó sẽ có nội lực. Còn nghe nhạc thì tùy anh em, có anh em thích nhiều bát thì có thể dùng súp, còn không thì cũng không cần, nó tùy theo nhu cầu của mỗi người. Nhưng tất nhiên súp nó cũng là một thứ không thể thiếu để cho nó trọn vẹn của một bộ âm thanh. Đó, mở này. Đấy, bây giờ rút một bên nó có ấy nhá anh em nhá, nó có hai kênh riêng biệt. Đó, cửa hàng sẽ mở volume của âm ly kết hợp tiếng nhạc nữa này. Tình ai nơi miền quê xa.
em muốn kiểm tra, muốn thưởng thức chất âm ấy, thì anh em phải nghe qua bộ dàn âm thanh hoặc đeo tai nghe thì mới kiểm tra được tiếng bát anh em nhé. Nếu nghe qua loa điện thoại thì không bao giờ nghe được tiếng bát đâu, bởi vì điện thoại nó làm gì có bát. Nên thủy chung không bao giờ phải. Ok, xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh em. Giá 5 triệu 500 nghìn đồng, hàng đấu giá qua mạng vừa về, đăng lên luôn.